Hello mọi người, mình là Minh Ngọc và chào mừng mọi người đến với kênh của mình Jam Money. Sắp tới thì mình sẽ đến Đức du học trao đổi trong vòng 5 tháng. Thì mọi người hãy cùng nhau đón xem những video ghi lại quá trình này của mình nha. Let's go! Hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2022, mình đã chính thức lên đường chuẩn bị cho chuyến bay 26 tiếng sắp tới từ Hà Nội sang Berlin, Đức. Phải nói rằng, việc chuẩn bị cho chuyến đi này của bản thân mình là một điều gì đó nó không hề dễ dàng và khá là trắc trở, bởi vì là mình đã gặp một số vấn đề liên quan đến COVID trước khi mà chuẩn bị cho chuyến bay này. Đầu tiên thì gia đình mình có một số thành viên bị mắc COVID và vì thế nên là mình đã trở thành F1 nguy cơ cao và mình phải cách ly trong vòng 5 ngày bởi vì là mình đã tiêm đủ 3 mũi vaccine rồi, nên là mình phải quarantine. Thì thực sự là mình rất là lo lắng bởi vì là ngày bay thì đã đến gần kề rồi nhưng mà mình lại vẫn đang ở trong trạng thái cách ly và không thể hoàn thành nốt một số thủ tục như là giấy tờ bảo lưu. Rất may là sau thời gian cách ly thì mình đã âm tính và sau đó thì mình đã bắt đầu lên Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến đi. Và vì mình đã cố gắng hạn chế việc tiếp xúc với mọi người cũng như là luôn luôn vệ sinh, khử khuẩn súc miệng thường xuyên nên là thật may mắn. Đó là ngày cuối cùng trước khi đi thì mình đã test PCR và âm tính. Thế là bây giờ thì mình bắt đầu đi thôi, let's go! One eternity later. Annyeong, mình đã quay lại rồi đây. Thủ tục check-in và hải quan cũng không quá là lâu do sân bay Nội Bài không đông lắm nên là mình đã vào đến phòng nghỉ chờ để đợi chuyến bay rồi đây. 2 hours later. Yes, giờ thì mình đã check-in xong rồi và lên máy bay thôi. Các bạn có thể nhìn thấy cái máy bay của mình màu vàng kia đó. Đó thì nó là máy bay của hãng Scoot Air. Mình chọn Scoot Air bởi vì thứ nhất là nó giá siêu rẻ và thứ hai là máy bay này có màu vàng mà hợp miệng với mình, là mình là màu yêu thích của mình nữa. Giờ thì bye bye Hà Nội, bye bye Việt Nam, đừng nhớ mình nha, mình đi đây. Bye bye. Thú thật mà nói thì mình nghĩ là để mà tổng kết lại chuyến bay 26 tiếng này của mình thì mình sẽ tóm gọn bằng 3 từ, đấy là ăn, đọc, ngủ. Bởi vì mình trong suốt cả quá trình bay này thì mình chỉ có ăn và ăn 3 bữa liên tục với mỗi cái transit mà mình có. Thứ nhất là mình đã bắt đầu với một bữa trưa khá là nhẹ nhàng với một cốc mì chay, một lon nước rửa nhỏ nhỏ. Đó, coconut Việt Nam. Sau khi ăn no nê thì mọi người sẽ làm gì? Càng ra bụng trừng ra mắt đúng không? Nhưng mà mình thì không đâu. Với mình thì mình sẽ cố gắng duy trì thói quen đọc sách ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng một ngày. Đó, và ở đây thì mình đã lấy một cuốn sách mà mình sẽ mang sang Đức ra để đọc. Cuốn sách này có tên gọi là Đời sống của các loài cây. Nó nói về cái việc rằng là cây cối, thực vật nó cũng có một cái đời sống tinh thần rất là phong phú và có một cái tổ chức xã hội nó rất là logic chặt chẽ, như kiểu là xã hội của loài người vậy, thậm chí là hơn, chứ không phải là như những gì mà chúng ta vẫn nghĩ. Mình cũng đã đọc được 2-3 chương sách gì đó, sau đó thì mình transit ở Sinh. Tuy nhiên là mình bị hết pin điện thoại nên là đã không thể quay được gì nhiều, mình phải sạc máy. Đó, còn bây giờ thì mình đang tiếp tục bay từ Singapore đến Hy Lạp. Ở đây thì mình có một bữa ăn đêm nho nhỏ với mì xào và một chút bánh quy ngọt. Oh, trời đất ơi, ở đây đoạn này bị rơi máy này. Oh my god, quê thực sự. Đó, ở đây thì mình có món mì trứng xào với là thịt bò và một chút rau củ, kiểu là bánh quy sô-cô-la, nhưng mà thực ra mình không thích lắm. Nhưng mình vẫn đã cố gắng hết bởi vì mình quan niệm là mình không muốn bỏ phí thức ăn ở trên máy bay. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại có cái thói quen như thế. Đó, nhưng mà anyway thì mình đã ăn hết và mình thực sự là tận hưởng cái bữa ăn đó, bởi vì thực sự là bữa ăn ở trên máy bay nó rất là ngon á. Nhưng cái món là mình chọn đều ngon á. 2000 years later. Hello mọi người, mình đã trở lại dịu dã và tàn tạ sau 11 tiếng ngủ trên máy bay. Bởi vì là cái khoang của mình khá là vắng, gần như cái hàng ghế của mình nó không có ai cả, nên là mình đã được ngủ dài ở trên ghế. Và sau đó thì bây giờ mình mặt mình đang bóng dầu, bóng nhảy các thứ, nên mình sẽ phải rửa mặt các thứ để tân trang lại, ok? Mặt trời ló dạng rồi nè, lúc này thì mình có tranh thủ đọc thêm được tập 1-2 chương sách nữa. Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, mình cũng sắp đến Hy Lạp rồi. Là mình bắt đầu hạ cánh ở sân bay Athens, Hy Lạp này. Thì kiểu lúc mà mình ở trên trời á, cái vịnh biển của Hy Lạp nó thực sự là rất đẹp luôn á. Nhưng mình không chụp được ảnh bởi vì là mình hết pin rồi.
Xin lỗi mọi người nhưng mà mình lại ăn tiếp đây. Đây là bữa sáng của mình ở Hy Lạp và có cơm rang này với một cốc trà. Yes. Another 2 hours. Ta-da! Và mình đã đến Berlin rồi nè. Đó, nhưng mà lúc đoạn này thì mình còn có 5% pin thôi nên là mình đã không quay gì cả. Còn đây là mình ở khu con đường đến ký túc xá của mình nè. Còn đây là ký túc xá của mình. Một chiếc view từ cửa chính rất là đẹp phải không nào? Cảm ơn mọi người đã đón xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình nha. See ya!